Trước khi bước vào tiết học, tôi mời các con cùng khởi động dòng với bài hát Bạn ơi lắng nghe, dân ca Banna đặt lời Tôn Hoàng Thanh. Cô mời các con cùng bước vào nội dung học ngày hôm nay. Tiết 6, tập đọc nhạc số 1, son la son, âm nhạc thưởng thức, giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. Nội dung 1, tập đọc nhạc số 1, son la son. Để chuẩn bị cho bài đọc được tốt hơn, cô mời các con cùng tìm hiểu bài. Các con hãy quan sát bài tập đọc nhạc số 1 và cho cô biết bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp mấy. Đúng rồi đấy, bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 24. Nhịp 24 là nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, giá trị 1 phách bằng 1 nốt đen. Hãy cho cô biết tên nốt nhạc được sử dụng trong bài và sắp xếp liền bậc từ thấp lên cao cho cô nhé. Những nốt nhạc được sử dụng trong bài đó là Đô, Rê, Mi, Son, La. Câu hỏi tiếp theo, trong bài có những hình nốt nào? Đúng rồi đấy, bài tập đọc nhạc đã sử dụng hình nốt đen, nốt trắng. Bài tập đọc nhạc số 1 có mấy ô nhịp các con? Đúng rồi, bài có 8 ô nhịp đấy. Cô mời các con cùng đọc tên nốt, kết hợp hình nốt cùng cô nhé. Son đen, la đen, son trắng, la đen, la đen, son trắng, mi đen, son đen, mi trắng, mi đen, rê đen, đồ trắng. Cô mời các con cùng thực hiện lại. Son đen, la đen, son trắng, la đen, la đen, son trắng, mi đen, son đen, mi trắng, mi đen, rê đen, đồ trắng. Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần luyện tập tiết tấu. Các con nhớ nhé, chúng ta sẽ gõ tay theo miệng đọc của mình. Miệng đọc thì tay vỗ, miệng dừng, tay dừng. Chúng ta bắt đầu thực hiện nào. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Cô mời các con thực hiện lại. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Cô tin là các con thực hiện rất tốt đấy. Các con chú ý ở phần luyện tập gõ phách. Mỗi một đốt đen tương ứng bằng một lần vỗ tay. Một đốt trắng bằng 2 lần vỗ tay. Các con nghe cô thực hiện mẫu một lần này. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Các con cùng thực hiện theo cô nào. 2, 3. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Thực hiện thêm một lần nữa cho cô nhé. 2, 3. Đen, đen, trắng. Đen, đen, trắng. Các con đã thực hiện tốt chứ? Cô trò mình cùng chuyển sang phần luyện tập cao độ. Cô sẽ cho các con luyện tập theo thăng âm
Do, re, mi, son, la. Đấy cũng chính là những nốt nhạc có sử dụng ở trong bài đấy các con ạ. Mời các con lắng nghe mẫu của cô. Do, re. Cô mời các con cùng luyện thanh theo mẫu câu. Hai, ba. Do, Các con luyện thêm một lần nữa nào. Hai, ba. do, re. Bài tập đọc nhạc số 1 cô chia ra làm hai câu nhạc. Bây giờ cô trò mình sẽ bắt đầu thực hiện câu số 1 nhé. Các con lắng nghe cô đàn mẫu hai lần và nhớ đọc nhẩm theo kết hợp gõ đệm theo phách ở những chữ X mà cô đã đánh dấu giúp các con ở phía dưới nhé. Mời các con nghe lại lần nữa nào. Cô mời các con cùng thực hiện. Hai, ba. Lại nào các con. Hai, ba. Chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Ở câu 2, các con cũng thực hiện tương tự các bước mà các con đã thực hiện ở câu 1. Cô mời các con lắng nghe cô đàn mẫu. Các con lắng nghe thêm một lần nữa. Cô mời cả lớp cùng thực hiện. Hai, ba. Lại nào các con. Hai, ba. Chúng ta đã luyện tập xong câu 1, câu 2. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng ghép cả hai câu nhạc nhé. Mời các con lắng nghe cô đàn mẫu. Cô mời các con cùng thực hiện nào. Hai, ba. Chúng ta thực hiện thêm lần nữa nào các con. Hai, ba. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập đọc nhạc số 1 rồi đấy các con ạ. Để ghi nhớ được giai điệu của bài tốt hơn nữa, cô mời các con cùng bước vào phần ghép lời ca cho bài tập đọc nhạc số 1 này nhé. Các con sẽ nhẩm theo tiếng đàn mẫu của cô và đừng quên gõ phách nhé. Cô mời các con cùng thực hiện nào. Hai, ba. Các con hát thêm lần nữa nào. Hai, ba. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. Các con ạ, Việt Nam là một nước có một kho tàng nhạc cụ cổ truyền hết sức phong phú và